Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con xin kính thỉnh Thầy đăng tòa pháp bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức nếu có mặt trong room. Thầy xin chào các sư cô, cũng như thầy xin chào tất cả các chư đại chúng cư sĩ và đại chúng cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thay vì thầy sẽ giảng Bích Nhâm Lục như mỗi tuần thầy đã giảng, nhưng mà bởi vì hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, tức là nhằm vào mùa thu bắt đầu cho những chiếc lá vàng rơi, và cũng là bắt đầu cho cái Du Lan Thắng Hội, để tất cả tứ chúng ở trong mười phương có một cái thời gian suy nghĩ về cái thâm ân của cha mẹ của mình, suy nghĩ về cái công nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì vậy mà thầy quyết định trong tâm, và ngày hôm nay thầy thuyết giảng về một kiền liên, một vị thánh tăng hiếu hạnh vẹn toàn. Bây giờ thì mời tất cả quý đại chúng lắng nghe để biết tiểu sử, cũng như là trong cái nhiều Phật tử cũng chưa hiểu một kiền liên và bà Thanh Đề như thế nào. Thì hôm nay thầy xin trình bày lại tất cả những cái tiểu sử của Mục Liên Thanh Đề, để cho tất cả quý vị Phật tử nào mà ngày xưa tới giờ chưa từng đọc kinh sách, chưa từng biết, và cũng không hiểu bà Thanh Đề, bà đã gây ra những cái nghiệp lực gì mà bà phải đọa lạc vào ở nơi chốn vô gián địa ngục. Cách đây hơn 2.000 mấy trăm năm về trước, khi mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài hiện diện trên cái quả đất này, thì tại một cái giờ thành Dương Xá có một vị trưởng giả rất là giàu có, tiền của rất là nhiều. Vị trưởng giả đó có một cái tên là Phó Tướng, và phu nhân của vị trưởng giả này tên là Thanh Đề. Cả hai vợ chồng rất là giàu nhưng mà không có con. Vì vậy nên thường đến tịnh xá, nhất là người chồng thường đảnh lễ các chư Phật quá khứ để mà cầu cho có con. Và sau đó thì cả hai vợ chồng có một đứa con trai duy nhất, và đặt tên cho cái vị này là La Bốc. Trong cái gia đình của vị trưởng giả Phó Tướng này thì nó rất là lạ đời, tại vì vị trưởng giả thì rất là tin Tam Bảo. Do đó nên trọn đời ông ta thường bố thí và thực hành lục độ Bồ Tát hạnh. Nhưng mà ngược lại với ông ta là phu nhân Thanh Đề, thì bà Thanh Đề thường tin các tà sư ngoại đạo, thường tin vào bói toán, gây không biết bao nhiêu là điều ác, miễn sao bà Thanh Đề làm có lợi cho chính mình. Thời gian qua, khi La Bốc vừa mới trưởng thành, thì ngài trưởng giả Phó Tướng này cũng đã già yếu, và qua một cơn bạo bệnh thì lìa đời.
Ngài La Bốc quả là một người con chí hiếu, hằng ngày thường quỳ tụng kinh cầu nguyện và hồi hướng phước lành đến cho cha. Ngoài ra thì ngài còn lập một cái nhà tranh bên mộ của cha để mà cư tang báo hiếu trong 3 năm. Cái điều này quý vị thấy chị Thánh Tăng làm mình thấy dễ dàng, nhưng mà thời bây giờ thì quý vị thấy rằng qua 49 ngày mà tất cả người nào có hiếu hạnh lắm là 49 ngày cầu nguyện rồi sau đó lần lần quên đi. Trong 3 năm thủ hiếu này thì La Bốc làm tất cả điều thiện và hồi hướng đến cho vong linh của phụ thân. Nhờ vậy mà trưởng giả phó tướng được sanh vào cõi trời Đao Lợi. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cha mẹ của mình khi mà quá vãng rồi đó, nếu mà mình biết rằng cha mẹ của mình không có đủ phước báo, quý vị nên làm tất cả những điều thiện và hồi hướng ngay đến cho cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ của mình khi mà đọa lạc, cái điều mong cầu nhất là muốn con cái làm những cái điều thiện mà hồi hướng cho mình để được sớm được siêu thăng. Điều này quý vị nên nhớ. Có những vong nhân qua 49 ngày họ trở về cõi nhi cõi dương thế hoặc là họ sanh cõi trời. Nhưng mà cũng có những vong nhân họ chịu những cái tội hình ở nơi địa ngục nhiều khi cả mấy ngàn kiếp, mà có nhiều khi cả triệu triệu kiếp. Do đó quý vị phải cố gắng. Cố gắng bằng cách là nhìn lại thân nhân của mình để coi lúc mà sinh tiền họ có tạo được những cái thiện nghiệp nào hay không, hay là trong lúc họ sinh tiền họ đã làm được bao nhiêu điều ác. Quý vị biết như vậy để quý vị tùy phương tiện mà cứu giúp cho những vong linh này. Sau khi mà mãn tăng cha 3 năm thì La Bốc mới thưa với mẹ rằng: thưa mẹ, tài sản của cha con rất nhiều, bây giờ con muốn chia cái tài sản này ra làm 3 phần. Một phần con xin cúng dường lên mẹ để dưỡng già và mặc sức mẹ có thể du sơn ngoạn cảnh. Còn một phần thì con xin mẹ hãy dùng cúng dường cai tăng mỗi ngày. Còn phần thứ ba là phần dư thừa còn lại thì con xin mẹ cho con được làm vốn để kinh doanh theo cái bước chân của cha để tạo danh dự với cuộc đời. A Di Đà Phật. Quý vị nghe La Bốc nói chuyện rất là dễ thương phải không? Nói là có cái phần tam bảo trong đó. Người đời bây giờ nói là chỉ dành cho gia đình mình hay là dành cho người thân của mình, chứ nói về mà cúng đến cái tam bảo thì rất là hiếm. Thầy mong rằng quý vị bắt chước cái vị Mục Kiền Liên này, mình để những cái phần cúng dường cái tài thí đến với tam bảo để cho mình có phước và cha mẹ mình cũng được có phước. Bây giờ thì bà Thanh Đề trong tâm bà không bằng lòng về món tiền lớn dâng cúng lên tam bảo, nhưng vì yêu con, sợ con buồn nên bà đành chấp nhận. Ngày mà La Bốc rời gia đình đi sang xứ khác để buôn bán thì bà Thanh Đề liền gọi tất cả gia nhân đến căn dặn như vậy: con ta lúc ra đi có dặn ta rằng mẹ nên dùng món tiền này để cúng lên tam bảo, để nhờ công đức này được nhiều phước báo công đức cho đời sau. Tuy nhiên tâm của ta thì không có niềm tin đó, vì vậy mà từ bây giờ trở đi các ngươi nếu thấy chư tăng đến đây khất thực thì lấy roi gậy đánh đuổi họ đi. Các số tiền cúng tam bảo ta sẽ mua gà vịt dê heo, giết trước là để tế thần, sau là ăn cho sướng miệng. Như vậy thì có chết thành ma cũng không hối tiếc. Tội dạ gì mà ta lại lấy số tiền lớn như vậy cúng dường cho các chư tăng? Phước báo đâu ta chưa thấy mà ta chỉ thấy rằng nhà mình càng ngày càng cạn hết tiền. Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái người mà cái tâm không có tin tam bảo thì trong cái tâm ma của họ hiện nhiều cái điều mà mình thấy rất là ghê gớm. Nói về La Bốc, sau khi mà sang xứ người buôn bán thì chẳng bao lâu La Bốc đã giàu to. La Bốc lúc bấy giờ nhớ thương mẹ nên có ý định hồi hương để thăm viếng mẹ già qua năm bao năm dài thương nhớ. Bởi vì số tài sản quá to lớn cho nên khi mà La Bốc về đến nước thì La Bốc liền thuê một cửa thành để chứa đựng của cải và đồng thời cho người về báo tin với mẹ của mình. Khi bà Thanh Đề nghe La Bốc sắp về tới thì vội trần thiết trang nghiêm ngôi nhà mình với bảo cái và tràng phan giống như cảnh mà mỗi ngày đều cúng dường chư tăng. Vì vậy mà khi người đưa tin vừa đến nơi thì bà Thanh Đề hỏi: hiện giờ thì con ta đang ở đâu?
Người đưa tin thưa rằng, thưa bà, công tử hiện ở phía Tây Thành. Này ngươi nên về báo tin cho công tử hay, khi công tử đi rồi, mỗi ngày ở đây ta đều thỉnh chư tăng đến cúng dường, tính đến hôm nay được hơn mấy ngàn muôn vị. Người đưa tin nghe bà Thanh Đề nói thì rất vui mừng, và nhìn vào ngôi nhà thì đã thấy đâu đâu cũng là bảo cái tràn phan, bàn ăn chén bát ngổn ngang chưa dọn dẹp. Bây giờ thì La Bốc khi được người đưa tin cho biết các sự việc thì ngài sanh lòng rất là hoan hỷ vui mừng, nhiếp bộ nhiếp bái, tức là đi một bước mà lễ một bước mà lại một bước, lần như vậy mà về đến nhà. Bây giờ thì gia quyến thân nhân hàng xóm nghe tin La Bốc về đều đứng ra tiếp rước nồng nhiệt. Có một vị thân nhân hỏi La Bốc như thế này: trước không có Phật, sau không có tăng, ông đang lễ lại ai vậy? La Bốc liền trả lời: bạch ngài, tôi đang lễ lại mẹ tôi, vì mẹ tôi là một vị Bồ Tát sống, thay thế tôi cúng dường các chư tăng khi tôi vắng mặt Như Đà Phật. Quý vị thấy cái sự tin tưởng tam bảo của ngài La Bốc rất là thâm sâu. Và khi mà trên con đường từ thành về đến nhà thì mỗi bước của ngài là mỗi cái lại, đi một bước lại một ba lại, tức như là nhất bộ nhất bái. Để chi? Để mà đảnh lễ mẹ mình, coi mẹ mình giống như là bậc Bồ Tát vậy. Tại vì nghe nói mẹ mình mỗi ngày mà cúng dường chư tăng thì quý vị biết phước báo nó lớn bao nhiêu, lớn vô thượng. Thành ra lễ mẹ như là lễ một bậc Bồ Tát. Vị thân nhân này khi nghe qua thì nghiêm sắc mặt buồn giàu giàu nói: này La Bốc, khi mà ngươi đi rồi, mẹ của ngươi ở nhà sai gia nhân đánh đập các chư tăng. Khi quý thầy khất thực qua đây, và tiền mà ngươi dặn cúng dường chư tăng, mẹ ông dùng để mua dê, heo, gà, vịt. Cắt tiết trước là để tế thần, và sau đó làm thịt ăn cho sướng miệng. Ngài La Bốc nghe xong thì như là sét đánh bên tai, máu chạy ngược về tim nên té xỉu. Hồi lâu mới tỉnh dậy, nhìn trời mà thở vắng than dài. Bây giờ thì bà Thanh Đề thấy vậy liền đến tầm cầm tay con, nước mắt chan hòa thề thốt rằng: này con ơi, trời cao lòng lộng, biển rộng thênh thang, mười phương xin chứng minh cho lòng của tôi. Khi con tôi đi rồi, mỗi ngày tôi đều thiết trai đại các chư tăng. Nếu tôi có tâm nói dối, khi chết liền xa vào ngục cao tường. A Di Đà Phật, cái ngục cao tường này là chỉ quý vị biết rằng giam giữ những cái phạm nhân mà rất là đáng thương. Đây là một trong cái vô gián địa ngục. La Bốc nghe mẹ thề như vậy, tự nghĩ rằng mẹ mình đã nói lên sự thật, thì nên sanh tâm hoan hỷ vui mừng, quên hết những điều vừa xảy ra. Nhưng hỡi ơi bà Thanh Đề, bởi bà mang cái tâm quá ác, nên lời thề vừa phát ra thì ứng hiện ngay lập tức. Bà vừa về đến nhà thì mang trọng bệnh, và trong vòng 7 ngày La Bốc thương mẹ, mời tất cả lương y ở thành Dương Xá đến trị bệnh, nhưng tất cả lương y đều bỏ tay. Bà Thanh Đề qua đời và thần hồn rơi ngay vào nguyệt cao tường, vào ngục cao tường. Thân thì ngồi bàn trong, đầu thì đội chậu máu, đối thì ăn toàn sắc nung đỏ, uống toàn sắc đồng sôi, chịu muôn ngàn đau khổ. Quý vị thấy không? Nhiều khi cái tam bảo mình không tin, rồi mình thề thốt, rồi chính cái lời thề thốt này nó từ cái vọng tâm của mình, từ cái sự mà không có chân ngữ của mình, nó đưa mình vào trong địa ngục rất là nhanh. Riêng ngài La Bốc sau khi mà chôn cất mẹ xong, ngài dựng liều cỏ bên cạnh, đêm thì tụng kinh, ngài thì trai tăng cầu siêu cho mẹ hiền. Thủ hiếu như vậy đúng 3 năm. Một hôm La Bốc tự nghĩ rằng, nếu ta muốn báo đáp thân ân cha mẹ thì cần phải xuất gia tu học, và khi đắc đạo thì độ được cha mẹ hiện đời và bãi đời quá khứ. Nghĩ như thế, ngài La Bốc mới thân hành đến Tịnh Xá, nơi Đức Phật cùng chư Thánh Tăng đang trụ ở, năm dốc gieo xuống đảnh lễ và thưa Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ con đều đã qua đời, nay con muốn xuất gia tu học, điều này có lợi ích gì cho cha mẹ con không? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái gương của ngài Mục Kiền Liên hiếu hạnh vô cùng. Bởi vì 3 năm mà thủ hiếu cư tang vẫn còn chưa đủ, ngài nhất định xuất gia. Để chi? Để cầu cho cha mẹ được vãng sinh về cái nhàn cảnh. Do đó khi mà đến Tịnh Xá thì ngài nhất tâm
thưa với Đức Phật xuất gia, và Ngài hỏi rằng nếu mà xuất gia như vậy thì có làm lợi ích gì cho cha mẹ không? Đức Phật từ bi bảo rằng, này thiện nam tử, trong cõi ta bà này nếu có gia đình nào cho một người con hoặc trai hoặc gái xuất gia tu đạo, thì công đức ấy còn hơn là xây cách 84.000 ngôi tháp báo. Cha mẹ hiện tiền nhờ công đức ấy mà sanh thêm phước huệ, và nếu mà cha mẹ đã quá giảng thì nhờ công đức này sanh về cõi tịnh độ. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng, nếu mà mình làm công đức thù thắng để mà hồi hướng cho cha mẹ, thì cha mẹ nếu mà còn hiện tiền, tất nhiên là còn sống đó, thì cha mẹ sẽ được những phước báo di diệu, sẽ được những phước huệ tăng long. Còn ngược lại, nếu mà cha mẹ đã quá giảng thì nhờ công đức này thì cha mẹ được sanh về nơi cực lạc quốc, tức là tịnh độ quốc thổ. Ngài La Bốc sau khi nghe lời quý báo từ kim khẩu của Đức Phật, thì La Bốc cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, và được Đức Phật đặt pháp hiệu là Đại Mục Kiền Liên. Quý vị thấy, do cái lòng từ bi mà thương mẹ, mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã từ khước một cuộc đời giàu sang, một vị công tử mà tiền của mà phải đi về trong thành, phải chứa một cái thành đó, thì quý vị biết tiền của bao nhiêu, mà bỏ tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì sợ rằng cha mẹ của mình không đủ phước báo, sẽ bị đọa lạc vào tam đồ khổ. Vì vậy mà Ngài nhất định Ngài tu, để chi? Để Ngài đạt đạo, và nhờ cái đạt đạo Ngài mới cứu được cha mẹ. Ngài Mục Kiền Liên từ đây về sau, chia rằng tu niệm với mục đích là cứu độ cha mẹ đã qua đời. Sự hiếu thảo và sự tinh tấn chuyên cần tu học nên chẳng bao lâu thì Ngài đắc đạo và đạt được lục thông thanh tịnh tự tại. Sau khi La Bốc đắc đạo thì Ngài dạo các cõi trời và nhân gian để tìm mẹ nhưng không thấy. Bởi vì trong tâm của Mục Kiền Liên nghĩ rằng mẹ của mình là cái người đã cúng dường trai tăng mỗi ngày như vậy, thì Ngài nghĩ rằng bởi vì là đệ tử của Phật thành ra hiểu được cái nhân quả rất là rõ. Ngài nghĩ rằng với công đức này thì không thể nào mẹ mình đi vào cái cõi nhân gian hết á. Do đó Ngài tìm ở cõi trời trước. Nhưng mà lên cái cõi trời tìm hoài không thấy mẹ. Ngài đi hết cái 18 tầng trời như vậy, từ cái cõi trời dục giới đến cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới, cộng tất cả là 18 tầng trời, mà vẫn không thấy mẹ ở đâu. Thì Ngài mới xuống nhân gian để tìm mẹ, nghĩ rằng ở nhân gian nếu mà mẹ không có cõi trời thì chắc mẹ ở nhân gian. Xuống nhân gian tìm cũng không gặp mẹ nữa. Bây giờ thì Ngài mới bắt đầu suy nghĩ, và Ngài tìm cách dùng thần thông đi xuống địa ngục để tìm kiếm mẹ. Nhưng tại những địa ngục này, Mục Kiền Liên cũng không thấy mẹ. A Di Đà Phật. Quý vị biết có những cái địa ngục ở tại cái cõi âm giới. Có những địa ngục nó có những cái tầng lớp, những tầng lớp, có những tầng lớp rất là sâu, và những cái vị A-La-Hán giàu có thần thông, giàu có trí huệ, giàu có huệ nhãn, nhưng mà vẫn không xuống được. Bởi vì những cái chỗ địa ngục này đó là chỉ có những người nào mà tạo quá ác, và chỉ có những người đó mới thể xuống được mà thôi. Ngoài ra có những vị có thể xuống được là những vị Đại Bồ Tát như Quan Thế Âm, do lòng từ bi cứu độ tất cả những chúng sinh ở cõi âm giới mà Ngài xuống được. Chứ còn hàng như là A-La-Hán thì khó mà xuống được những cảnh giới này. Vì vậy mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi những cái cửa ngục ở âm giới, những cửa ngục thấp đó, thì tìm cũng không thấy mẹ. Bây giờ thì Ngài trở về buồn rầu bạch với Đức Phật để hỏi chỗ thác sinh của mẹ. Đức Phật thương tình bảo rằng mẹ của ông, lúc sinh tiền thì không tin tam bảo, tâm thì tham lam bỏng sẻn, sát sanh hại vật gây không biết bao nhiêu tội ác. Cho nên mẹ của ông đã đọa vào vô gián địa ngục. Khi mà Ngài Mục Kiền Liên nghe Phật nói điều này, lòng ông xót xa đau đớn. Với tình thương mẫu tử sâu xa của người con chí hiếu, Mục Kiền Liên liền nhập định dạo qua tất cả cửa ngục, nhưng vẫn không tìm thấy. Ngài hết sức thương xót trở về bạch với Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con đã đi khắp cùng các địa ngục nhưng vẫn không tìm được mẹ. Tuy nhiên con có đến một cái ngục tường đá rất là cao muôn trượng, cửa thì đóng kín mít, gọi hoài không ai mở, con dùng huệ nhãn thì nhìn qua không thấu. Bây giờ thì Đức Phật mới bảo rằng Thanh Đề mẹ của ông hiện đang đọa nơi ngục ấy, chịu tội rất là nặng. Nếu ông muốn thấy, ông phải dùng cà sa, tích trượng và bình bát của tôi, đến cửa ngục đó, dùng tích trượng giọng ba cái, bây giờ thì cửa ngục sẽ tự mở. A Di Đà Phật. Đó quý vị, như thầy hồi nãy thầy trình bày, có những cửa ngục
mà tất cả chúng sinh thọ tội phải vào trong đó, rồi những vị đại Bồ Tát có lòng từ bi cứu khổ mới vào được trong đó. Và ngoài ra là có phải có những tính vật của Như Lai, có nghĩa là của Đức Phật, thì A La Hán mặc vào mới vào được. Do đó quý vị thấy rằng ngài Mục Kiền Liên mặc những cái bộ đồ mà quý vị nhìn thấy nhiều người họ không hiểu đó, họ nghĩ giống như là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Đó là cái áo cà sa, cái bình bát và tích tượng của Như Lai. Nhờ ba cái báu vật này thì ngài Mục Kiền Liên mới có thể đến được cái chỗ mà giam giữ mẹ mình. Mục Kiền Liên dâng lời đến cửa ngục và dùng tích tượng vọng ba cái, bấy giờ cửa ngục liền mở rộng. Khi ấy chúa ngục kinh hoàng đến ngăn cản, không cho Mục Kiền Liên bước vào trong. Và chúa ngục hỏi rằng, ông là ai mà dám đến đây mở cửa ngục? Nơi đây chỉ có những người không tin Tam Bảo, phạm tội ngũ nghịch mới vào ngục này. Còn ông là Tăng, sao lại đến đây? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Đây là một cái vị mà A-La-Hán nhờ cái bảo ấn về cà sa của Đức Phật mới vào được trong đây. Nhưng mà khi mà vào tới nơi, vọng cửa ngục mở rồi nhưng mà vẫn không vào trong cửa ngục được. Tại vì mỗi cửa ngục đều có chúa ngục, những vị này họ có uy quyền rất lớn. Họ ngăn cản, họ không cho vào. Kể cả Mục Kiền Liên là một vị A-La-Hán vẫn không có được phép vào. Nhưng mà ngược lại, nếu mà Mục Kiền Liên là Bồ-Tát Quán Thế Âm, là ngài Địa Tạng thì nó lại khác. A Di Đà Phật. Bởi vì những bậc đại Bồ Tát và những bậc A La Hán, cái phẩm vị nó cách nhau rất là xa. Chữ Bồ Tát là do cái tình thương chúng sinh nó mới có danh hiệu là Bồ Tát, còn A La Hán là chỉ mới được cái lục căn thanh tịnh mà thôi. Hai danh hiệu này rất khác xa rất nhiều. Thì bây giờ chúa ngục ngăn cản, Mục Kiền Liên liền trả lời, tôi đến đây là để tìm mẹ, để trả âm ân hiếu thảo sâu. Chúa ngục nói rằng chắc mẹ ông không có trong cái ngục này. Ngài Mục Kiền Liên trả lời, này chúa ngục, chính Đức Phật đã chỉ dạy cho tôi biết rằng mẹ tôi đang chịu cực nghìn hình nơi cửa ngục này. Bấy giờ thì chúa ngục mới bảo, Đức Phật Thích Ca cùng ông có họ hàng ra sao? Như Đà Phật, quý vị thấy ông chúa ngục mà nói chuyện rất là dễ thương ha. Tại vì chúa ngục thì ở cõi âm giới, thành ra đâu có biết rằng Đức Phật Thích Ca khi mà ngài ra đời có biết bao nhiêu là đệ tử thánh tăng. Do đó chúa ngục hỏi rằng Đức Phật Thích Ca cùng ông họ hàng ra sao. Mục Kiền Liên trả lời, Đức Phật là thầy tôi là đệ tử và pháp hiệu của tôi là Mục Kiền Liên. Chúa ngục lại hỏi, mẹ của ngài tên là chi? Mục Kiền Liên đáp, mẹ tôi thuộc dòng họ Lưu, tên là Thanh Đề, sanh tại thành Dương Xá. Nghe tới đó thì chúa ngục vội mở sổ tên của những người thọ hình trong ngục và gọi to, ai là Thanh Đề thuộc dòng họ Lưu của thành Dương Xá? Nay có con là Mục Kiền Liên đến thăm bà. Chúa ngục kêu to như thế ba lần, nhưng bà Thanh Đề vẫn lặng yên không đáp. Bây giờ thì chúa ngục bèn đến bên bà Thanh Đề và hỏi, bà chính là Lưu Thanh Đề, tại sao bà không nói? Thanh Đề run sợ trả lời, tôi không dám nhận, vì sợ thêm cực hình. Thật ra tôi có một đứa con trai, nhưng con tôi không xuất gia, tên của con trai tôi là La Bốc, chứ không phải là Mục Kiền Liên. Chúa ngục bây giờ trở ra thưa lại với Mục Kiền Liên, thật sự trong ngục này có người đàn bà tên là Lưu Thanh Đề, nhưng không nhận vì ngài là Mục Kiền Liên tăng sĩ, còn con trai của bà là người thế tục. Mục Kiền Liên nghe xong, lòng rất là xót xa, nghẹn ngào nói rằng, mẹ ơi, con là Mục Kiền Liên đây, bởi vì thương cha thương mẹ nên con đã xuất gia tu học, mong cứu độ được mẹ hiền nơi âm giới. Chúa ngục bấy giờ thương tình mới vào nói với bà Thanh Đề rằng, cái người đứng trước cửa ngục là Mục Kiền Liên mà cũng chính là La Bốc, cái tên mà trước khi vị này xuất gia. Thanh Đề nghe đến đây thì mừng rơi nước mắt và nói rằng, nếu là La Bốc thì chính là con tôi xin phép ngài cho tôi được gặp. Chúa ngục bèn dắt bà Thanh Đề ra cho Mục Kiền Liên gặp mặt. Mục Kiền Liên lòng đau như cắt, tim như bị muôn ngàn mũi tên đâm, khi thấy mẹ mình khắp cùng thân thể đều bị dao đâm, toàn thân lửa cháy, cổ thì mang gông sắt, từ các cổ, lỗ chân lông thì máu tuôn ra xối xả.
Ngài ôm mẹ mà hòa khóc: Mẹ ơi, con những tưởng mẹ thiết trai tăng cúng dường muôn ngàn vị tăng là phải được sanh thiên, chứ con đâu ngờ mẹ đi bỏ đọa lạc nơi chốn đau khổ này. Quý vị thấy không? Tại vì bà Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề bà nói dối, thành ra Mục Kiền Liên cứ tưởng là mẹ mình thiết trai tăng không à, không bao giờ nghĩ rằng mẹ mình đọa vào địa ngục hết. Ngày nay nhìn cái thân của mẹ, ngài rất là đau lòng. Chính quý vị cũng vậy nữa, nếu mà một ngày nào đó quý vị làm một tu sĩ xuất gia như thầy mà nhìn lại mẹ của mình đọa vào chỗ này, quý vị ngăn được nước mắt không? Trên cái cuộc đời này có thể nói rằng cái tình mẫu tử là một cái tình thiêng liêng nhất. Quý vị nhìn lại cái lịch sử của thế nhân cũng vậy. Các vua chúa, kể cả vua Trụ Dương là cái người tàn ác nhất, nhưng mà vua Trụ Dương chỉ giết cha chứ không giết mẹ. Bởi vì tình mẫu tử nó thiêng liêng vô cùng. Từ xưa đến nay vì tranh ngôi báo, biết bao nhiêu người đã giết vua cha để mà tranh ngôi đoạt vị, nhưng mà không bao giờ giết mẹ mình hết. Đó là một cái tình thương mà đó là từ cái núm ruột của mẹ của mình. Từ cái núm ruột của mẹ mình mà tạo thành một đứa con, do đó một cái tình thương nó rất là thiêng liêng. Bà Thanh Đề bây giờ thì nghẹn ngào nức nở, nói với Mục Kiền Liên rằng: Con ơi, mẹ tưởng rằng từ đây và mãi mãi muôn kiếp, mẹ con của mình không bao giờ gặp nhau. Không ngờ hôm nay giữa địa ngục đau khổ này mà mẹ con ta được tương phùng gặp gỡ. À, quý vị thấy tội nghiệp không quý vị? Nếu mà trường hợp mà mình không tu tới đó, mẹ mình mà đọa chỗ này, quý vị thấy muôn đời muôn kiếp, ai cứu đây? Ai cứu đây? Vì vậy mà nếu mình thương cha thương mẹ, mình không xuất gia được, thì mình phải làm những cái công việc rất là thiện lành và hồi hướng đến cha mẹ, để mong rằng những cái nghiệp lành này cứu vớt cha mẹ mình. Nếu chẳng may những người, những vị mà thân phụ mình hay là mẫu thân của mình họ rơi vào trong cái chốn địa ngục đau khổ này, và trong cõi đời này có những cái mà ngoài ý muốn, chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên, khi mà ngài hỏi mẹ thì mẹ ngài thề thốt rằng chính con, ngày con đi là mỗi ngày mẹ đều thiết tiệc để đãi trai tăng. Ngài cũng tin như vậy, mà ngày hôm nay mẹ con gặp nhau nơi địa ngục rất là đau khổ. Mục Kiền Liên bấy giờ liền nói: Con ở dương gian là mọi Phật sự phước thiện, mỗi ngày đều cúng dường cơm canh cho mẹ, đầu hôm sớm tối mẹ có ăn uống được không? Cái sự chí thành của một cái vị thánh tăng rất là cao lớn, mặc dầu ngài đã xuất gia rồi, nhưng mà tình thương mẫu tử chưa bao giờ làm cho ngài nguôi ngoai trong lòng. Mỗi ngày cúng kinh, tụng kinh, niệm Phật đều dành ra một cái bát cơm để mà cúng dường lên cho mẹ. Bởi vậy ngài mới hỏi rằng: Con đầu hôm sớm tối cúng dường cơm canh đến cho mẹ, mẹ có ăn uống được không? Thì bà Thánh Đề bây giờ cúi đầu buồn bã, bà nói: Con ơi, cúng tế chi vô ích, mẹ nào có ăn được đâu. Con phải tạo lập công đức mới cứu được mẹ nơi ngục vô gián này. Bà Thánh Đề nói chưa dứt lời thì bấy giờ chúa ngục vào dục mẹ con phải rời xa, không được nói nhiều, vì giờ chịu tội của bà Thánh Đề đã đến. Khi mà tội nhân ở trong cái ngục này mà đến giờ mà chịu thọ hình rồi đó, thì bấy giờ dầu cho quý vị là Bồ Tát đi nữa, mà quý vị đến thăm đi nữa thì chúa ngục cũng đuổi quý vị ra. Để chi? Tại vì giờ này là giờ tội nhân phải phạm hình. Chúa ngục vừa nói xong thì đẩy bà Thanh Đề vào trong ngục. Thanh Đề Đề vừa đi vừa ngoảnh lại nói với con: Con ơi, thân của mẹ đau đớn lắm, không thể nào mẹ chịu nổi. Con hãy về cầu với Phật, tìm phương mà cứu mẹ thoát khỏi tội báo địa ngục này. Mục Liên nghe mẹ nói xong thì lòng đau xót, dập đầu vào giấc ngục, năn nghị nỉ chúa ngục rằng: Chúa ngục ơi, làm ơn cho tôi được vào ở trong ngục, chịu tội thay cho mẹ hiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy lời nói của bậc thánh tăng nghe rất là xót xa. Dầu ngài đắc đến cái lục thông thanh tịnh rồi, nhưng mà cái tình mẫu tử thiêng liêng làm cho ngài không có dằn được cái cơn cảm xúc. Ngài muốn vào ở trong ngục để thay thế cho mẹ của mình. Nhưng mà cái cõi vô gián địa ngục thì cái chỗ này không ai thay ai được hết. Cái chỗ này là những cái tội nghiệp chính mình làm rồi tự mình chịu. Và nếu mà trường hợp á, những cái chúng sinh mà phàm phu, cha cái con á, khi mà vào địa ngục này họ cũng không dám thai với nhau nữa. Tại sao vậy? Tại vì những cái địa ngục này gọi là vô gián, có nghĩa là cực hình, nghĩa là
quý vị phải chịu từng giây phút không bao giờ ngừng nghỉ hết. Vô gián có nghĩa là không bao giờ ngừng nghỉ. Những cái tội nhân mà vô trong vô gián rồi đó thì suốt ngày nó là chịu toàn là những cái cực khổ cực hình không. Do đó nếu mà thật sự mà có cha có mẹ mà rớt vào trong cái địa ngục này mà mình còn là phàm nhân, mình thấy cái chỗ này mình cũng chạy trốn à, mình không dám vô để thay thế, tại mấy chỗ này rất là đau khổ, cái phàm phu chịu không nổi. Nhưng đây là tại vì bậc thánh tăng, do đó ngài muốn vào để được chịu tội thay cho mẹ. Thì chúa ngục liền trả lời: mẹ ngài thì không tin nhân quả, quỷ bán tam bảo, tội không bến bờ, ngài muốn cứu mẹ nên quay về như thế, thưa cùng Đức Như Lai tìm phương cứu mẹ, như thế mới tiêu trừ được nghiệp ác, mới vãng sinh được về cõi tịnh độ. Mục Liên bấy giờ liền quay về như thế, bạch cùng Đức Như Lai: kính bạch Đức Thế Tôn, mẹ con đang thọ cực hình nơi địa ngục, xin Đức Thế Tôn từ bi tìm mọi phương tiện cứu cho mẹ con thoát khỏi cảnh địa ngục. Với tấm lòng hiếu thảo rộng lớn bao la của Mục Kiền Liên, Đức Phật thương xót nhận lời. Đức Phật cùng tất cả chư thánh tăng đệ tử bay trụ lên hư không, phóng ánh sáng muôn màu rọi soi khắp địa ngục. Bấy giờ thì tất cả tội nhân nhờ hào quang của Đức Phật đều được thoát khổ. Đây là cái cảnh giới mà nó rất là vi diệu, tại vì những cái vị Phật hay những vị đại Bồ Tát đó, khi các ngài cứu độ cho chúng sinh đó, là các ngài thường phóng cái đại quang minh. Cái đại quang minh này nó có cái công năng là nó phá tan những cái địa ngục. Cái hào quang này nó thấm vào tất cả tội nhân thì tội lực, cái nghiệp lực của tội nhân đó tiêu tan. Cũng như cái ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vậy. Ngài có một cái quả châu như ý, mà khi mà ngài cứu độ chúng sinh, ngài quăng cái quả châu này lên, từ trong cái quả châu này muôn ngàn tia sáng nó phát ra, và những tia sáng này khi mà nó đụng vào ở trong một cái tội nhân nào thì nó sẽ làm cho tội nhân nó tiêu tan những cái nghiệp lực mà giáng sinh về cái cõi nhân, hoặc là tùy theo cái duyên nặng nhẹ mà giáng sinh về những cõi nó cao hơn. Đó là những cái công năng của những vị mà Như Lai cũng như những vị Bồ Tát mà cứu độ cho những cái người mà đang thọ tội hình ở địa ngục. Bây giờ thì Mục Kiền Liên liền bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy tất cả tội nhân địa ngục đều nhờ hào quang của ngài mà thoát khổ, như vậy thì hiện giờ mẹ con đã thác sinh về vào chỗ nào? Khi mà Đức Mục Kiền Liên thấy cái hào quang nó vi diệu như vậy, và tất cả những cái tội nhân ở cõi âm giới đều được thoát, thì ngài nghĩ rằng mẹ mình cũng thoát, do đó mới đặt câu hỏi này. Thì Đức Phật bảo Mục Kiền Liên rằng: này Mục Kiền Liên ơi, mẹ của ông tội chướng quá sâu nặng, nên vừa ra khỏi ngục cao tường vô gián lại sinh vào ngục hắc ám. A Di Đà Phật, quý vị thấy nhiều khi chính mình làm tội ác nhiều đó. Bởi vì trong kinh con câu, nếu mà người làm tội ác nhiều, ngàn Phật ra đời ở vị lai cứu cũng được. A Di Đà Phật. Do đó quý vị phải cẩn thận về cái vấn đề thân khẩu ý của mình. Nếu mình mà phạm những cái tội mà quỷ bán tam bảo, hay là quỷ bán những các chư tăng mà họ tu hành có đức hạnh đạo phong cao tột đó quý vị, thì chịu nhiều cái ảnh hưởng rất là nghiệt ngã, chịu nhiều cái tội ác mà nhiều khi mình lỡ lời mình gây ra trong giây phút, nhưng mà ngàn năm mình phải chịu đau khổ. Cũng như vậy thì mẹ Mục Kiền Liên là Thanh Đề, bởi vì tội chướng quá nặng nên vừa ra cái khỏi ngục cao tường thì thay vì người ta giảng sinh về cõi người, người ta giảng sinh về cõi trời, thì ở đây bà Thanh Đề, bả vì cái tội nghiệp vẫn còn, do đó bả vừa ra khỏi cái ngục cao tường rồi bả giảng sinh vào trong cái ngục hắc ám, có nghĩa là lên được một bạch, nhưng mà một bạch vẫn còn nằm ở trong địa ngục. Mục Kiền Liên nghe nói thì liền vào cái ngục hắc ám tìm mẹ. Khi thấy mẹ rồi, ngài bèn dâng bát cơm cho mẹ. Bà Thanh Đề thấy bát cơm thì trong lòng rất là mừng rỡ, vội vàng đỡ lấy, tay trái thì cầm bát, tay phải thì bốc cơm để ăn. Nhưng mà than ôi, cơm chưa vào miệng thì tất cả đã biến thành lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt. Đây là chỗ mà bà Mục Kiền Liên, tại vì cái tâm tham lam bỏng sẻn còn nhiều quá. Nếu mà bà Mục Kiền Liên lúc mà cầm cái bình bát, lúc mà bốc cái miếng cơm, mà nghĩ đến tất cả những tội nhân trong ngục đó cũng đối khả khác như mình, bà chỉ khởi một cái tâm thôi: tất cả những tội nhân trong địa ngục này cùng ta nhiều năm tháng đã đối khác, bây giờ có bát cơm này, ta hãy đem chia cái bát cơm này cho tất cả tội nhân. Chỉ cần một cái điều đó nghĩ ra được thôi thì tất cả
nó đã vượt thoát rồi, mà bà Thanh Đề ăn cơm được, mà bà Thanh Đề cũng được giảng sinh. Nhưng ở đây cái tấm lòng bèo bõn xẻn vô cùng, một tay thì che cái bình bát lại, sợ cái chúng ma nó dòm nó thấy, nó lại nó giật của bà. Một tay bà bốc ăn, do cái lòng bõn xẻn đó nó sanh ra cái lửa mà nó đốt cháy, ăn không được con. Mục Liên thấy cảnh như vậy thì ngài khóc lóc thảm thương, trở về bạch với Phật để tìm phương giải cứu. Bây giờ thì Đức Phật từ bi bảo: con ơi, con nên cung thỉnh tất cả chư tăng đại đức tu đã đắc đạo, thiết lập Du Lan bồn trai, cúng dường rồi sám hối thay mẹ cho con, thay cho mẹ của con để cứu độ các u hồn, mai ra mẹ con thoát tội. A Di Đà Phật, ngày hôm nay mà quý vị thấy có cái Du Lan Thánh Hội là do cái sự hướng dẫn của Đức Phật để mà giúp đỡ cho một Kiều Liên cứu mẹ. Du Lan Thánh Hội ngày xưa đó là một Kiều Liên phải tìm đến những bậc mà tu hành ở thâm sơn cùng cốc, những bậc mà tu hành đắc đạo thì họ mới có những cái định lực và họ chú nguyện mới thành công. Ngày hôm nay trong cái thời mạt thế này thì biết tìm đâu ra những người đắc đạo. Tuy nhiên mình tìm được những cái người trang nghiêm đức hạnh cũng là quá tốt rồi. A Di Đà Phật. Thành ra thầy nhắc lại trong cái vấn đề mà Du Lan Bồn, khi mà cung thỉnh chư tăng để cúng dường thiết lập trai tăng để mà hầu hồi hướng công đức phước báo cho cha mẹ của mình, thì thầy mong Phật tử kiếm những cái vị mà thân tâm được thanh tịnh nha. Thay vì ngày xưa thì kiếm những vị tu hành đắc đạo có lục thông thanh tịnh, nhưng mà ngày hôm nay giữa cái mặt thế nhân này thì cái người tu hành mà đắc đạo thì không được bao nhiêu hết. Do đó nếu mình kiếm được những cái bậc mà thân tâm mà thanh tịnh thì cũng quý lắm rồi. Những bậc đó mới có đủ cái cơ duyên mà cầu nguyện để giúp đỡ cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình siêu thăng. Còn nếu quý vị mà rước thỉnh những cái vị tăng mà họ không có giới hạnh, họ không có giới đức, thì qua hình tướng thì thấy nó cũng được việc vậy, nhưng mà trong cái phần vô vi thì vẫn không được nhiều phước báo. Thầy nhắc cái điều này để cho quý vị thấy. Một Kiền Liên bấy giờ dâng lời thiết trai cúng dường các chư tăng. Và khi các chư tăng đại đức đắc đạo đã thọ trai thì các ngài dùng tâm thanh tịnh nhập định và cầu nguyện. Và ngài Mục Kiền Liên thì tự thân thay mẹ sám hối tội lỗi đã gây ra. Vì thế mình khi lễ Du Lan Bồn vừa viên mãn thì Mục Kiền Liên vội vàng đến bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn: hiện giờ thì mẹ con thác sinh ở đâu? Bây giờ thì Đức Phật vui cười trả lời: này Mục Kiền Liên, hôm nay ta báo tin vui cho ông biết, mẹ của ông đã sinh về cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, hưởng đủ mọi phước báo sung sướng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tội ở đọa địa ngục hắc ám mà nhờ những cái lời cầu nguyện chúc phúc của các chư tăng đắc đạo mà bà Thanh Đề mới có thể giảng sinh về cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đệ tử của Đức Phật nổi tiếng thời bấy giờ. Dầu thần thông có quảng đại nhưng mà vẫn không cứu được mẹ. Quý vị thấy không? Bởi vì vậy mà sức của các chư tăng hợp lại nó rất là mạnh. Cái sức lực của các chư tăng mà các ngài có một cái lòng thanh tịnh rồi thì các ngài dời non, nghĩa là lấp biển chứ không phải là ít đâu. Cái công đức của các chư tăng mà các ngài mà tu hành thanh tịnh đạo nghiệp mà từ trong thân tâm các ngài nó đã cực di thanh tịnh rồi đó, thì những cái địa ngục nào các ngài hợp tâm lại các ngài cũng phá tan hết. Do đó quý vị là Phật tử phải cố gắng tu hành để cho mình có những cái niệm lực, mình có những cái lực để mình hầu cứu thân nhân của mình và hầu cứu cha mẹ của mình. Ngày hôm nay quý vị thấy cái người cầu nguyện thì rất nhiều, nhưng mà họ cầu nguyện không linh. Thật sự cầu nguyện rất linh, nhưng mà tại sao họ cầu nguyện không linh? Là tại vì họ cầu nguyện qua cái hình thức, chứ họ chưa bao giờ cầu nguyện với tấm lòng chân thật. Quý vị hãy dùng cái thân khẩu ý trong sạch của quý vị, và quý vị cầu nguyện trong cái thân khẩu ý trong sạch đó, tất cả mọi điều đều được như ý nguyện. Đó là một cái đặc biệt trong cái đạo Phật. Bởi vì thân khẩu ý của mình mà hợp nhất á, thì tất cả mọi việc gì nó cũng thành tựu hết. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngài Mục Kiền Liên
Qua câu chuyện trên quý vị thấy Ngài là Bậc Thánh Tăng rất là có hiếu hạnh vẹn toàn. Một cái người mà đã từ khước cuộc vui của thế gian để đi vào xuất gia với cái mục đích không phải cầu cho mình giải thoát, mà với mục đích là để mà phổ độ cho cha mẹ của mình, cứu khổ cha mẹ của mình. Đây là cái mục đích rất là cao thượng. Bởi vì cái mục đích mà để mà trả lại ơn thâm sâu của cha mẹ, vì vậy mà Ngài mới được đưa vào ở trong cái những cái kinh để mà tán thán công đức Ngài, tán thán những cái hành động hiếu hạnh của Ngài. Câu chuyện mà thầy vừa mới nói lên là câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Đó là câu chuyện của một người con chí hiếu, cái lòng thương mẹ vô bờ bến. Đây là một cái tấm gương sáng mà cho hàng tứ chúng để các vị bắt chước. Trước hết là tu học, tự mình đắc được thánh quả, sau là noi gương Ngài tìm cách cứu khổ cho cha mẹ trong hiện đời và trong bãi đời đã qua. Hôm nay là ngày lễ tình thương của mẹ, Du Lan Bồn cũng gọi là tình thương của mẹ. Thì thầy mong tất cả chư tứ chúng, các vị hãy cố gắng làm mọi việc lành và hồi hướng những công đức lành này đến cho cha mẹ của mình, những cái người hiện tiền cũng như là những người đã quá giảng, để mà nhờ những công đức phước báo này giúp cho cha mẹ của mình, nếu mà vẫn còn sống ở tại thế gian thì được hưởng những cái điều an lạc trong thân tâm, tăng long tuổi thọ. Còn những người mà cha mẹ đã quá giảng rồi thì nhờ cái công đức phước thiện này, những vị đó sẽ được sanh vào những cảnh giới tốt đẹp hơn, thù thắng hơn. Và tất cả tứ chúng nên nhớ rằng Đức Phật thường nói, Đức Phật nói rằng hiếu hạnh di tiên mà cha mẹ thì hiện tiền như Phật tại thế. Do đó trong cái đường tu mà cái chữ hiếu mình không vuông tròn cũng khó thành đạo. Quý vị nhớ ngày mà vua cha Tịnh Phạn Vương, ngài lâm chung, thì chính Đức Phật đã khởi cái tâm là ngài muốn chính ngài phải tự giai mà mang giác cái quan tài của cha. Nhưng mà tất cả những vị tứ thiên vương phạm thiên thì nói rằng Đức Phật là cái bậc thoát tam giới, thành ra không để ngài làm điều này. Do đó bắt A Nan và A La Hầu La phải làm những điều này, và sai những cái vị mà Kim Cang Tạng Bồ Tát phải hiện hình người để mà giác cái quan tài này thế Đức Phật. Như vậy quý vị thấy rằng cái hiếu hạnh rất là duy tiên. Quý vị nhìn qua gương của Đức Phật đi. Ngài trước hết là lẻn trốn khỏi hoàng cung tu hành, rồi sau cùng tùy duyên trở về, trước là độ con trai của mình là La Hầu La để cho trở về thành một bậc thánh tăng, rồi kế đó độ Di Mẫu Kiều Đàm Di, rồi kế đó độ công chúa Gia Du Đà La. Quý vị thấy bà Di Mẫu Kiều Đàm Di, công chúa Gia Du Đà La cũng đều đắc thánh quả La Hán, và cũng đều được thọ ký trong cái kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy không? Rồi sau cùng ngài lại đến hoàng cung, trong 7 ngày ngài ngồi nơi đầu giường của cha đang mang bệnh, ngài thuyết pháp, để rồi sau cùng ngài vua Tịnh Phạn Vương ngài băng hà với cái quả A La Hán. Quý vị thấy tu như vậy mới là tu đó. Tu mà độ hết tất cả người cha mẹ hiện tiền, độ tất cả vợ con nếu mình đã gây nghiệp của thế nhân rồi, trở thành những bậc thánh nhân, đây là cái điều mà vô cùng nghĩa là hay. Từ trong quá khứ tới giờ, nghĩa là quý vị dòm lại cái Đức Phật Thích Ca coi, quý vị thấy không? Ngài là cái bậc kêu là hiếu hạnh mà kêu là nghĩa cả điều vẹn toàn. Quá là hay. Thành ra làm thầy của Đức Mục Kiền Liên là phải rồi. Ngài A Di Đà Phật. Đức Mục Kiền Liên thì không có nghĩa là tại vì chưa có vợ. Ha, ngài chỉ có hiếu cha mẹ thôi, nhưng mà ở Đức Phật lại thêm cái nghĩa đó, tại vì có nghĩa vợ chồng với công chúa Gia Du Đà La, nhưng mà từ cái nghĩa này biến công chúa Gia Du Đà La từ bậc phàm nhân lên bậc thánh tăng. Cái chỗ này là cái chỗ mà thầy đọc những kinh điển của Đức Phật thầy rất là kính phục. Chồng độ cho vợ, độ cho con trở thành bậc thánh tăng, ở đời này ai làm được điều đó? Khó lắm. Vì cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, nên thầy mong rằng tất cả tứ chúng là những người con có hiếu. Thì hôm nay là cái ngày lễ Du Lan, quý vị nên dâng cúng dường đến cha, cho cha mẹ những cái tứ sự vật chất, hầu để cho cha mẹ được vui mừng. Và quý vị có thương cha mẹ về phần tâm linh thì thầy mong rằng quý vị hãy khuyên cha mẹ tu tập những cái thiện nghiệp lành, thường
phát cái tâm bố thí ít nhiều trong chúng sinh, để nhờ cái pháp bố thí này trong thời gian mà còn luân hồi trên cái cõi nhân và thiên, thì nhờ phước báo bố thí này luôn luôn sanh ra trong gia đình giàu có. A Di Đà Phật, quý vị thấy mọi người chúng sinh ở trên thế gian mà ai cũng mong giàu có, ai sanh ra cũng mong giàu có. Nhưng mà rồi quý vị thấy người nghèo vẫn nhiều mà người giàu không có. Và tại sao? Là tại vì cái người mà có tâm mà bỏng sẻn, tâm mà không bố thí nó nhiều hơn là cái người có tâm rộng lớn. Quý vị không tin, quý vị bây giờ có tiền có bạc, quý vị chia của cải đó cho những người mà thiếu ăn thiếu mặc, quý vị coi. Quý vị trở lại thế gian này qua cái hàng Dương Tôn Công Tử chứ không bao giờ quý vị thấp được hết. Bởi vì phước báo này nó là chỗ di diệu, thành ra quý vị sẽ sanh rào trong những cái hàng mà giống tộc danh môn. Vì vậy mà thầy nói rằng nếu mà cái người mà trí á, họ biết tu á, họ có thể giảng sinh vào mọi cảnh hết, mà họ biết họ sanh vào cái cảnh giới nào nữa, là cái chỗ này đây. A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà tất cả quý vị khuyên nhắc cha mẹ ráng tu thập thiện nghiệp và cố gắng tu hành để giúp cho tâm thanh tịnh, thì khi mà bỏ cái báo thân này sẽ sanh được vào trong nhàn cảnh. Thầy nguyện tất cả mọi chúng sinh luôn luôn học cái hạnh chí hiếu của ngài Mục Kiền Liên. Trước là để đáp đền thăm ân của cha mẹ hiện tiền cũng như là cha mẹ trong bãi đời quá khứ, giải thoát khỏi nghiệp chướng sâu dày, đầy đủ phước báo, hưởng những sự vui nơi cảnh của cõi trời. Và trong cái ngày lễ báo đáp thù ân của cha mẹ này, trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, thầy xin gửi lời chúc đến tất cả những bậc